với lại cháu Tài là cháu Tài lại thích là nói nhiều. Vi á, thì lại Vi lại có cái ưu điểm khác nữa là Vi rất yêu trẻ em. Vi nói chuyện cũng rất là dịu dàng, rất là mạch lạc. Chỉ có một cái điều mà ở trong bụng á, là tôi cũng hơi tiếc tiếc. Cả hai cô gái đều ở xa quá. Tôi thương bé Nga ở tận ngoài Hà Nội, ngoài Bắc luôn. Tôi có ra Bắc một lần rồi và cũng có ra Đà Nẵng luôn. Tôi cũng tự giới thiệu tôi quê tôi ở Huế. Nhưng mà tôi và theo ba mẹ tôi vào trong Sài Gòn này ở cũng lâu rồi. Tôi chỉ tiếc có mỗi chuyện đó. Cháu Vi hiện giờ là Vi đang làm việc ở trong thành phố Hồ Chí Minh hay ở ngoài Đà Nẵng cháu? Hiện tại con đang sống và làm việc ở Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh. Dạ. Còn tội Nga Nga ở tận ngoài Bắc luôn phải không Nga? Dạ vâng ạ. Tôi chỉ có những cái ý kiến như vậy thôi. Còn lại tôi nghĩ là cái quyền quyết định là của các con. Nhưng mà mẹ hôm nay con trai đưa mẹ đi theo. Mẹ nói vậy Tài rối thêm á mẹ. Mẹ dạ. Chọn thí dụ gì cho mẹ chọn. Mẹ chọn ai? Mẹ nói đại một tiếng một đi nè. Nếu mà chị Tường nói vậy thì tôi cũng nói thật nè. Dạ. Tôi rất yêu hai cô gái này. Dạ. Nhưng mà nếu xét về vấn đề thực tế á thì tôi chọn người gần. Cháu Nga đừng buồn cô nha. Dạ. không buồn. À. Tại vì cô cũng nói thật là cô đã có một cô con dâu ở xa rồi. Hai vợ chồng cực lắm. Cô không có chê Nga gì đâu. Không chê. Mà cô nói là tiếc mà. Rất tiếc là ở ngoài Bắc xa quá. Nếu mà trường hợp mà Nga mà vào được trong thành phố Hồ Chí Minh thì là quá tốt luôn. Cảm ơn cô ạ. Dạ. Em chỉ nghĩ là nếu mà một tình yêu đích thực á, thì Nga sẽ sẵn sàng vào thành phố để mà lập nghiệp. Tại vì cô bé này rất là độc lập. Tình yêu nó khó nói lắm em. Dạ, nửa vòng trái đất người ta còn bay về mà. Huống dạ. chi là trong nước Việt Nam mình. Này chưa biết mà cũng này lát nữa đối mặt thì mới biết ha. Hello em. Xin chào chị Tường, chào anh Đạt, chào các bạn cùng chơi với lại quý khán giả. Thì em là chị của anh Duy. Bạn Vi thì là cùng trang lứa với lại Duy. Chị thấy em là một cái người phụ nữ giống như kiểu là ít nói, mà Duy nó thì nói nhiều. Mà hai đứa mà nói nhiều thì về là chắc là banh nóc luôn hả chị Tường ha. À. Đây là phải bổ sung cho nhau những mảnh ghép. Rồi, cảm ơn em gái. Tới người nhà của Vi nè. Lần đầu tiên cho em gửi lời chào đến chị Cát Tường và anh Hứa Minh Đạt và các anh chị cùng tham gia chương trình. Nãy giờ em quan sát á, thì em thấy anh Duy kiểu như phong lưu, kiểu như đào hoa đó. Còn chị ba em á, là chị Vi á, chị rất là nghiêm túc trong công việc, có khi phải thức tới khuya 2 đến 3 giờ sáng để làm xong cái bộ sưu tập của mình. Em không biết là anh Duy nếu như mà chấp nhận quen với chị em á thì có chấp nhận yếu và đồng cảm và kiểu như là mình thương người phụ nữ hơn. Có nghĩa là em thấy anh Duy là trong những cái mối quan hệ trước đó thì em chưa thấy anh Duy có những cái mối quan hệ sâu sắc, thì em không biết là nếu như bước tới mối quan hệ nữa thì sẽ như thế nào, sâu sắc hơn hay là anh dễ dàng buông khi mà gặp những cái khó khăn nào đó. Những mối tình trước á sâu sắc cũng có, nhưng mà là do nó ở cái thời điểm anh còn quá trẻ và thời điểm đó là anh phải lựa chọn sự nghiệp với tình yêu, nên anh muốn anh có sự nghiệp tại vì anh không muốn là người phụ nữ của anh ra đường mà phải thua bất cứ ai hết. Dạ, cảm ơn anh. Cái kế hoạch và mục tiêu cho tương lai về công việc của mình nó đảm bảo và chắc chắn chưa, hay là công việc của anh hiện tại đã là đủ rồi? Cái về công việc hiện tại á, hiện tại anh đang là gọi là làm thêm, nhưng mà anh lại có cái hướng đi lên ở bên phía siêu thị đó. Em cảm ơn anh Duy. Bây giờ em có lời gì muốn hỏi đúng không? Dạ em cũng muốn chia sẻ thật là em là chị cả trong gia đình có 4 chị em. Hai em gái của em cũng kết hôn rồi. Bản thân em xuất phát điểm từ sư phạm cho nên là em cũng rất là yêu quý trẻ con. Em gái của em sinh em bé trong viện, sau em là người đi chăm và tắm cho cháu á. Bố mẹ thì em đã xây sửa nhà cửa cho bố mẹ rồi, vào bảo hiểm rồi, có tiền dưỡng già cho ông bà rồi. Thì em không còn lo nhiều nữa. Em khá là độc lập, em có khả năng di chuyển khá là tốt. Em không biết là anh Tài hay ở nhà chơi game thì cái khả năng di chuyển và thay đổi của mình có tốt không anh? Anh có dám có em một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định. Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Không ngại về địa lý rồi. Mà tôi thương quá à, tôi thương cô Nga quá à. Dạ, rồi, dạ, thôi bây giờ vậy nè. Chắc là hai chị em mình phải mở cửa trái tim thôi. Dạ, đúng rồi chị. Để cho cả bốn bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau. Mở cửa trái tim. Wow. Trời ơi. Bây giờ các bạn có thể trò chuyện trực tiếp với nhau rồi đó. Tôi vẫn cứ ưu tiên cho cặp đỏ trước đi, thì họ ngồi gần nhau. Chẳng hạn. Mạnh mẽ lên em. Nãy giờ anh có một thắc mắc là không biết tại sao mà em sinh sống ở ngoài Hà Nội, nhưng mà em lại có cái quyết tâm là vô đây tham gia chương trình để kiếm một bạn trai. Thực ra thì quyết tâm của em cũng không cao lắm đâu. Có chất xúc tác ạ. Em gái em nói với em một câu là em có người yêu rồi, bác vẫn ế. Em kết hôn rồi, bác vẫn ế. Em có bầu rồi, bác vẫn ế. Bi chuẩn bị lấy vợ rồi, bác vẫn ế. Thế là em gái em đăng ký cho em chương trình. Tiếp theo đó, bước còn lại là ở em ạ.
đừng bao giờ để cái câu ngày hôm nay tham gia chương trình rồi em vẫn để. Em hy vọng là sẽ không nói thêm câu đó nữa. Đúng rồi, chị cũng hy vọng như vậy. Khi vừa nhìn thấy nhau thì cái cảm xúc đầu tiên của em như thế nào? Tại em thấy rất bất ngờ vì một cô gái mà thể thao như vậy nhưng mà có thể có một cái gu ăn mặc rất là gọi là nữ tính, bánh bèo. Dạ, bánh bèo. Em cũng phải cố gắng lắm đấy ạ. Vì format của chương trình yêu cầu mọi người không nên mặc đồ tối màu lắm, mà đồ của em thì 90% là đồ tối màu. Để hôm nay có thể ra mắt em đã phải đi sắm một bộ mới tinh đấy ạ. Không có thể nào đánh giá bằng cái nhìn đầu tiên, phải không em? Phải muốn hiểu, phải gặp nhau nhiều lần, phải bay ra bay vô tốn mớ tiền vé máy bay mới hiểu được cổ chứ. Cách ăn mặc của em hàng ngày thì em mặc đồ như thế nào? Em mặc đồ cá tính một chút, chất một chút và hơi giống Duy một chút. Tại vì em cũng là dân đi phượt, em đã phượt xuyên Việt bằng xe máy rồi. Sao cưng? Dạ. Sao mà mở cửa trái tim ra thấy sao? Dạ chưa, em chưa nói chuyện với Vi. Bây giờ nói đi. Không, giờ để hai anh chị nói. Không, bây giờ mình có thể chen vô được rồi đó. Tại vì người ta nói người ta ăn mặc giống em có vẻ hợp với em. Không, chị thì hồi nãy giờ em cũng nghe chị Nga chia sẻ thì em với chị cũng vài điểm tương đồng, có nghĩa là em cũng giống như Vi thôi, là về vấn đề về các trẻ em gặp Vi thì trước mắt là gần na ná giống như là cái tưởng tượng của em. Nhưng mà em nghĩ là em cũng đã tưởng tượng. Còn Vi thì sao Vi? Đầu tiên khi nhìn thấy Duy thì sao? Cảm xúc của em như thế nào? Khi mà mở cửa ra em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Là so với cái lúc ảnh nói chuyện á. Khác sao, khác sao? Dạ, khi mà ảnh nói chuyện á thì em nghe đây là một chàng trai khá là lanh lẹ. Lanh lẹ? Dạ, lanh lẹ. Thì cái bề ngoài nó sẽ không có điềm đâu. Hay là do mở cửa mà ảnh nhìn em xong cái ảnh như vậy em cũng không hiểu. Nãy giờ Tài ít nói quá. Tài nói quá. Nói đi Tài, muốn nói gì với Vi không? Nói cảm nhận về Vi, cảm thấy rất là trưởng thành, rất là chín chắn, khác xa với những cái gì mà chia sẻ nãy giờ với mọi người là thích trẻ con và thường làm việc cái liên quan tới con nít. Trong đầu cứ nghĩ là Vi là sẽ rất là dễ thương, nhí nhảnh, rất là nhí nhảnh trẻ con. Tính cách em nó hơi đa nhân cách một chút. Đa lại có thể cách. Là do em hoạt động trong lĩnh vực thời trang, mình học nghệ thuật nữa, khi làm với các thì em phải giống như các con, còn khi mình là bản thân mình phải quay về chính mình là một người nghiêm túc. Nếu như anh muốn thấy em dễ thương ấy thì anh phải bước vào cái thế giới thời trang của em thì anh mới thấy được điều đó được. Nãy mẹ em rất là ngại việc yêu xa, em nghĩ sao? Em thì không có ngại việc yêu xa. Yêu thì nó không phải một sớm một chiều, nó là một cái chặng đường dài, điều gì cũng có thể thay đổi hết. Cũng có thể là thời gian sau em có thể bay ra với bạn Nga ở ngoài Hà Nội, mà cũng có thể là Nga thấy sao em? Em cũng không quan trọng hóa việc yêu xa thì được nhưng ở xa với nhau thì không được nha. Đúng. Phải là ở gần. Này, chị cũng đồng quan điểm như em, vợ chồng đặc biệt là vợ chồng son phải ở vợ đâu chồng đó. Đúng có rồi. Nghèo có khổ gì cũng là phải ở với nhau. Đồng ý cô này hay nha. Em nghĩ sao về làm dâu? Em cũng không ngại khoản làm dâu ạ, tại vì tư tưởng của em thì bố mẹ chồng hay bố mẹ mình không có sự phân biệt. Bố mẹ nào cũng là bố mẹ hết. Em cũng không phải là người đoảng nữ không gia tránh cho nên em cũng không lo việc đó. Thế còn Vi? Em không có quan trọng hết cái vấn đề làm dâu. Em vẫn có một người em trai. Sau này mà em trai em ấy cũng sẽ lấy vợ thôi. Bây giờ thì mình làm chị thì mình phải gương mẫu đầu tiên, để cho cái cô em về sau mà về nhà mình á sẽ noi theo mình nè. Nga hồi nãy chị nghe anh Tài nói biết đâu một lúc nào đó thì anh sẽ bay ra Hà Nội ở với em. Nhưng mà chị hỏi cái phép ngược lại, nếu em lấy chồng thì em có sẵn sàng xa xứ để theo chồng không? Từ đó em lập nghiệp em đã xa gia đình rồi. Em có định hướng là sẽ di chuyển khá là nhiều, miễn sao phù hợp với công việc và sau này. Nhưng mà cái công việc của em hiện tại, em nói em làm spa đó thì nó đang ổn định ở Hà Nội rồi mà. Em hoàn toàn có thể mở thêm chi nhánh ạ. Nếu như có gia đình trong này thì em sẽ tập trung chi nhánh trong này nhiều hơn để cho em gái em tiếp quản trong kia. Rất là đơn giản ạ. Đó, mình nói nhiều chút xíu để cho mọi người hiểu được nhau hơn. Trước khi mà đi đến cái vấn đề quan trọng thì chương trình cho các bạn ấy thêm một cái quyền nữa để kiểm tra cái cảm xúc một lần nữa cho bản thân của mình. Nhà trai có đưa ra một cái đề nghị là muốn được nắm tay các cô gái thì không biết ông Mai tính sao. Đồng ý không? Ngày hôm được, mai. Được. Đồng ý không? Em này em đồng ý, được. Đứng lên. Tiến qua bên kia. Từng cặp một nắm tay nhìn nhau 30 giây để coi có điện, có cảm xúc gì với nhau hay không. Đó. Rồi. Nhìn đi. Rồi có nói gì khi cảm xúc dân muốn nói gì thì nói nha, cơ hội ngàn năm có một. Nói gì nói sau ạ? Có gì để sau? Nói vậy đó hả? Tài có muốn nói gì nữa không? Để sau rồi nói. Rồi thôi về luôn. Rồi. Nhân dịp vào tham gia chương trình thì em cũng có một món quà tặng anh ạ. Trời ơi, có quà luôn. Cũng có món quà nhỏ tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ.
tới cặp mình rồi đó cưng. Vi và Di. Hay quá. Vi cao hơn em tí. Rồi, tiến qua luôn. Rồi, thẳng luôn hả? Rồi, tiến qua luôn chưa? Rồi, tiến qua luôn. Cho anh gọi trước. Anh thì sau khi nắm tay thì anh có cái kiểu giống như là cảm giác quen thuộc chút xíu. Anh đừng nói giống người yêu cũ. Không, không, anh không nói giống người yêu cũ, không ai giống em. Vậy chỗ được rồi, được rồi. Và bây giờ chúng ta cũng phải đi đến cái đoạn kết rồi. Dạ đúng rồi. Cũng phải xem là ngày hôm nay cuối cùng là cảm xúc nó sẽ đi về đâu. Cặp đôi nào sẽ đi đến với cặp đôi nào. Những người tham gia chương trình ngay giờ phút này có quyền có 3 sự lựa chọn. 3 sự lựa chọn. Đầu tiên là các bạn không bấm nút, có nghĩa là không chọn, không ai, chọn ai hết. Sự lựa chọn thứ hai thì các bạn có quyền bấm vào cái nút bấm trên có cái ghế nút của mình. Nó có hai nút bấm, một cái nút bấm màu đỏ, một cái nút bấm màu xanh. Nếu mình thích cái cô màu đỏ thì mình sẽ bấm nút màu đỏ. Còn nếu như mà mình thích cái cô màu xanh, mình có quyền bấm nút màu xanh. Chúng ta có quyền lựa chọn tùy theo sự mách bảo của trái tim mình. Thích ai, bấm nấy. Ghép đôi thần tốc là nơi thể hiện cảm xúc đích thực của mình nhất. Và chúng ta sẽ đến với thời khắc quan trọng nhất, đó chính là khoảnh khắc quyết định. Sẽ có 5 giây cho các bạn. Xin mời các bạn hãy đặt tay vào nút bấm và hãy lắng nghe nhịp đập trái tim mình đưa ra một quyết định chính xác nhất sau 5 tiếng đếm của Hứa Minh Đạt. 5 4 3 2. Dưới 1m6 cũng được. Trời, em cao 1m5 thôi ạ. Nhưng mà cái mẫu người lý tưởng của mình như thế nào? Thì em thích mắt hai mí, răng thỏ. Nguyên răng thỏ. Răng thỏ. Anh có dám quay một cô gái Hà Nội với khoảng cách hơi xa để mình có thể đi lại không ạ? Hiện tại thì công việc anh ổn định. Nếu anh bỏ cái việc chơi game thì anh có thể di chuyển hoặc làm một cái việc khác. Khi mà mở cửa ra, em thấy cái hình ảnh của ảnh nó khác so với cái giọng. Hết giờ. Hết thời gian. Một màu xanh, một màu đỏ. Bên đàn gái không có một ánh đèn nào cả. Tường ơi, bên đây cúp điện hay gì rồi? Ai em quên bấm không? Để tôi hỏi Nga, em thật sự không có bấm hả Nga? Dạ, thực ra là sau cái phút không giây là em có bấm rồi, nhưng mà cúp điện thật ạ. Có bấm hả? Bây giờ em bấm lại. Bây giờ em bấm lại, đang chờ đợi. Em bấm cái gì? Em chưa đóng tiền điện cho nhà gái hả? Em làm anh hết hồn vậy. Là em có bấm đúng không? Mà bây giờ là cuối cùng là em có bấm không? Dạ có. Có. Dạ. Còn em sao? Em hãy nói đi, cảnh nghĩ đi. Nhà cúp điện luôn hả? Dạ, cúp điện chưa đóng tiền điện. Rồi, cúp điện chưa đóng tiền điện. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy được có một cặp đôi. Đó chính là anh Tài và bà Nga. Xin mời hai bạn đi lên phía trước. Hay quá. Chúng ta đã bấm nút hẹn hò rồi thì ngại ngần gì mà không nắm tay nhau đi các bạn. Wow. Cảm xúc của Tài như thế nào? Rất là vui. Hả? Rất là vui. Vui hả? Mà lúc nãy có bị rớt trái tim ra ngoài không? Cái lúc mà cúp điện cũng không có nghe gì nhiều. Bây giờ rung quá, về còn rung. Nói không có nghe được. Bây giờ vẫn còn rung, cái môi còn rung luôn á thôi. Chúc mừng cho Tài và Nga ngày hôm nay. Mỗi lần mà thí dụ như bấm nút hẹn hò thì chúng ta phải làm gì để kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt không? Bấm nút hẹn hò kỷ niệm ngày đầu tiên gặp mặt. Mọi người ơi, chúng ta phải làm gì mọi người? Hôn đi à? Hôn đi. Em làm gì em né vậy? Em kêu để cho đi. Hai bạn này vừa hôn vừa đi vòng vòng đây. Hôn đi là hôn nhau đi. À, hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Tại sao Nga bấm nút? Cho mình thêm một cơ hội, biết đâu quay một chàng trai Sài Gòn ngọt ngào dễ thương sẽ thay đổi phong thủy luôn ạ. Đúng rồi. Chị nghĩ là giờ phút này Tài, em nên nói một lời gì đó tỏ tình ngọt ngào để chứng tỏ cái sự quyết tâm của mình trong cái mối tình này. Anh hy vọng anh sẽ là cơn bão cuối cùng để đưa con thuyền của em về bến của anh. Cơn bão nha, có cơn bão rồi. Bây giờ mời hai bạn kia ra chung vui luôn. Mời Vi.
Vi, Duy. Okay. Mặc dù là không có chọn mắm nút với nhau. Và dù cho các bạn thành công hay là thất bại thì nhãn hàng bột giặt John 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một cũng sẽ dành tặng cho các bạn. Mỗi một người sẽ là một combo bột giặt John. Kính thưa quý vị, và không chỉ dừng lại ở đó, đây là một cái phần quà đặc biệt hơn nữa. Nếu như cặp đôi đã thành công trong ngày hôm nay mà tiến tới được hôn nhân thì sẽ được miễn phí sử dụng 1 năm của bột giặt John. Yeah. Và đây là một cặp điện thoại Realme dành cho cặp đôi đã bấm nút hẹn hò trong chương trình ngày hôm nay. Mặc dù họ không đến được với nhau, không cùng nhịp đập trái tim với nhau, nhưng vẫn được cái phần quà, đó là chiếc điện thoại Realme. Nhiều khi nhận điện thoại này xong, xin số điện thoại của nhau rồi mình lại liên lạc với nhau chẳng hạn. Đây là những phần quà dành cho những người đăng ký tham gia chương trình. Phần quà đây đến từ nước uống thảo dược Thổ Phục Linh, đã tăng cường sức khỏe cho mình nha. Cái này vô. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục ủng hộ cho Cát Tường cũng như là Hứa Minh Đạt qua chương trình Ghép Đôi Thần Tốc. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 22:30 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Và chương trình cũng sẽ được phát sóng lại vào lúc 22:45 Chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng bột giặt John 2-trong-1, giặt và xả tất cả trong một đã đồng hành cùng với chương trình để tạo cơ hội cho các bạn gặp gỡ và kết nối cùng nhau. Chúc các bạn hạnh phúc bên nhau và sớm báo tin vui cho chương trình nha. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như các bạn đang còn độc thân và muốn tìm kiếm một nửa yêu thương của mình, hãy nhanh tay đăng ký chương trình Ghép Đôi Thần Tốc với phiên bản kết đôi như ý bằng cách tải và cài đặt ứng dụng Netlove. Hãy truy cập ứng dụng Netlove để đăng ký tham gia chương trình ngay nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị.